mình thực sự rất vui chúng con. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tinh thần cũng như tình cảm của ban nghệ chúng mình tối hôm nay. Bác Phù Ái Cúc ủng hộ 50.000, bác Nguyễn Thị Cúc ủng hộ 50.000, bác Liên Thu ủng hộ 50.000, bác Thanh Xuân ủng hộ 20.000.